It's all fucking useless. What, you forget you're an American? Americans knock. Where's the original journal? I told you, the more work you do for me, the more little black bars get put out to pasture. Come on. Get in. I'll give you a teaser. Consider it a down payment. All right, let's hear it. When I first recruited your old man, it was over a bottle of scotch and a seedy dive down in Tirtha. He was still working for Pagan Min then. His eyes were still moist and sparkling. Min iced the heir to the karate throne. The feces hit the fan, my friend. Pardon my French. What? No. I can't Don't hear worry, you anymore. It'll be in the document I give you when you finish this job. That night your mom left Karat, all the knives were out. Here, as I hear told, Yuma's in the middle of it. You want answers? All paths lead to her. So what do you know about her? She's Pagan Min's second in command. Came in with him from Hong Kong. Triad connections up the yin-yang. You know what that is, don't you? Yin-yang? Sure you do. So what are we doing here? We're going after one of Yuma's sites and the man running it. Take him out, we'll be able to get Yuma to sing us a tune. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm tựa game Far Cry 4. Thì trong tuần vừa qua mình khá là bận một số công việc, chưa kể là mình còn bị bệnh nữa, cho nên đâm ra nhiều lúc cái giọng nghe nó rất kỳ, cho nên mong các bạn thông cảm. Và hôm nay mình đã quay trở lại. Ok, để tập trung hơn là mình sẽ làm cái tiếp cái nhiệm vụ vừa rồi, là đây là nhiệm vụ tiếp theo của cái nhiệm vụ trước đó mà mình đã làm. Thì hiện tại nó kêu mình đi tìm và giết thủ lĩnh của Yuma. Ok, để mình xử cái thằng này cái đã. Headshot, quá đẹp. Ok, đi xem qua này có ai không ta. Từ từ đó. Ôi, minimap nó hiện lên rồi kìa. Ok. Ui, nó thấy. Vô. Thì lần trước á, mình làm một cái mission bên kia. Nhiều lúc á, mình chỉ cần bất cẩn một tí là nó phát hiện ra mình á. Cho nên kỳ này mình nghĩ là mình sẽ phải đi từ từ vào rồi giết từng thằng ở bên ngoài trước, rồi khi nào thấy ổn rồi đi vô. Thì cái nhiệm vụ lúc trước, cái tập bắt năm phía trước thì ngay cái phần đầu luôn á, thì cái lúc mà cái tường mà nổ á, thì phải nói thật là mình đi chơi lại cái phần nó cũng 2-3 lần. Ôi, mình đã lạc hướng nó rồi kìa. Thì mới qua được cái khúc đó, tại vì nó nổ mà dân chúng đông á, cho nên mình bắn từ bên ngoài, bắn khi nào nó hết, chết hết thì thôi, mình mới xong vô. Ok, một thằng ở đây, hai thằng, nhưng mà trên minimap thấy một nùi luôn. Ui, một nùi đây nè, vừa mới nhắc xong. Ôi, có cả máy bay nữa. Giờ làm sao đây ta? Ô, ăn bom, đùa, quá đẹp. Ăn tiếp nè. Dính không? Vòng không dính, nãy dính hên là dính được 2-3 đứa gì đó, được multi-kill hay sao á. Ok, súng, lấy mồi thử coi, trời, xem có con nào tới giết tụi này giùm mình cái. Cũng lười xong vô lắm. Ôi, vài, ôi gì. No animals seem interested in the bait. Wow, what? Không biết headshot đúng ta. Súng ngắm thử coi. Ôi, mỗi lần mà mình chỉ ai đó cái tự nhiên mình phát hiện ra được cái thằng đó là chính là cái thằng mà mình đang cần phải tìm. Quá hay. Về vấn đề làm sao đi vô là mình phải xử từng thằng ra. Nó đứng ngay kia rồi, còn hai thằng đuổi phía trên là mình phải hạ nó chứ. Vậy là xong vào nào. Ủa, mình chỉ tại là mình sợ mấy thằng này nó thấy thôi. Mấy thằng này nó nhiều lúc mắt nó như mắt đại bàng á, nhìn kiểu gì cũng thấy. Ôi, từ từ bình tĩnh. Ôi, cái này có thằng. Ý, mém nữa nó thấy mình rồi. Hên quá. Ok, cần đem còn thằng nữa. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi, tưởng gì. Bắn gì rồi, cái xong tự nhiên cái mặt đất á, bắn chúng một phát nó đâm ngay đất chứ không có đâm chúng mặt thằng đó. Và nữa. What? Hai cái cung ấy nha. Để mình giết thằng này á. Này nó cứ như là thanh niên đột ra không biết chuyện gì xảy ra. Ngày mông. Và là ok, mình nghĩ là mình nên xông lên ngay bây giờ. Nhưng mà để trước khi giết thằng thủ lĩnh mình, để mình hạ cái thằng bên tay trái này kia đã. Vấn đề là tìm cái hướng mà nói này thì nhìn nó mà thấy bà luôn á. Ôi, để đi đường vòng cái đã. Sợ nó thấy thôi giống gì hết á. Này
thánh niến đụt một phát ngay mông. Còn ai nữa không ta? Đi mình đi làm mấy cái cung cái ta. Cung giờ số lượng có hạn mà địch thì nó nhiều quá. Ôi cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa sao tự nhiên nó hiện là mình tưởng là có ai thấy mình chứ? Sao nhìn lại không thấy ai hết? Ok. Một phát ngay mông, thanh niên vãi tội nghiệp thiệt. Calling card boy. Vãi, này đem nhiều tiền dữ ha. Gì art gì? Take picture hả? Cái gì đây? Equip the camera. Hình như nói kêu mình phải chụp cái tấm hình của thằng này hay sao đó ta. Để mình coi nút bấm đâu trời. Từ từ đó. Chạy thẳng vô hay sao đó ta. Đúng rồi. Take picture. Nãy giờ mò cái nút. Nhiều lúc chơi game mà cũng không biết nút nào R1, nào R2. Nó bó tay thiệt. Còn những nhiều lúc chưa già bắt đầu lãng trí. Ok. Đi tới cái chỗ ui cái gì vậy? Khu vực bỏ hoang kìa, để mình đi tới cái đó. Có thằng quỷ ở đây nữa, còn thằng sniper nữa. Thằng này mấy thằng này nguy hiểm lắm, nhưng mà mình nghe chắc đi đường vòng đi ta. Mình có hình với nó không luôn ta. Nói chung là phải loại trừ mọi hiểm họa có thể xảy ra. Ok. Từ từ đó nào. Mình sợ nó thấy thôi, cái gì. Ui. Ra đây, đúng rồi, hay quá, đi tiếp nào. Nãy mình quên, cái cây súng ngắm này có giảm thanh, cho nên mình nghĩ chắc mình cũng nên xài cây súng đó cho rồi. Ok, một cái cổng khác nữa rồi. Ô, đằng kia có một cái cổng nữa. Ok, đi nào. Đây là một cái nhiệm vụ thứ hai của thằng Willis. Ok. Willis thì lần trước mình làm cái nhiệm vụ của nó thì... nó cho mình làm cái nhiệm vụ. Ôi, ở đây có người, từ từ đã. Thì mình mới nhận cái nhiệm vụ đó lần đầu tiên thôi. Thì đây là cái nhiệm vụ tiếp theo của nó. Nó kiểu như nó là một thằng CIA á. Rồi nó làm cái gì đó. Rồi nó kêu mình phải đi lấy tài liệu cho nó. Hồi lần cuối mình đi lấy cho nó là nó nói là khi mình lấy được rồi xong cái nó kêu it doesn't tell me shit man. Ôi, chừng nó thấy. Ôi, nữa, này giống nãy á. Hay gì nó bắn cái kia mà nó trúng mà nó không trúng mà nó trúng ngay cái thành. Ôi, một phát xuyên cả người ra. Úi giời. Tội thanh niên vừa là đó. Biết thằng Pagan Min thuê này bao nhiêu nữa. Mà tối ngày phải đi tới đi lui. Cuối cùng bị bơm như mông một phát. Chết tại chỗ. Ok, đi tiếp nào. Ôi, cái gì vậy? Ôi, trời, tự nhiên có thằng đứng đây nữa. Ôi, ngay đây cũng có thằng nữa nè. Ôi, tỷ hai thằng quần này đâu ra là mình hết hồn luôn á. Ôi, cỡ này vô đồng ta. Không. Cỡ này sao ta. Ôi, ngay đây có một thằng. Ôi, nó bắn gì. Nó bắn kiểu đó bố nào bắn được. Ôi. Vậy lúc cái mình hay quen tay á, mình tự nợ nạp đạn lại luôn. Vậy là mà mấy này cũng phải gọi là trâu bò thì bắn cái mấy phát luôn mà không chết. Ok, hồi máu cái đã nào. Hồi máu. Mấy cái khu vực này nó không an toàn lắm á. Nhiều thanh niên có vấn đề. Không vô được. Rồi, mình nghĩ là chắc mình phải đi lên trên rồi. Cái khu vực này cũng khá là đẹp, phải nói công nhận. Quay đằng kia có cửa kìa. Mình nghĩ là chắc sau cái cửa này nè. Ồ, cửa này có vẻ khá khó mở này. Chúng ta đã vào được bên trong rồi nhá. Và bây giờ chúng ta phải kiểu như là đây có địch nhận diện được thủ lĩnh của Yuma. Một thằng sniper, ba thằng luôn. Và là rồi chắc là mình nghĩ là sau khi nhận diện nó được mình phải giết nó. Mà có cách nào để mình đi lên mình bắn stealth không ta? Kiểu như đi từ phía bên ngoài mình tính nhảy lên cái đành này mà nhảy qua không được đây nè. Thôi kệ cho đường giữa luôn đi. Nhiều lúc muốn chơi stealth lắm ý chứ. Nhưng mà mỗi lần mình chơi stealth cái đâm ra là tụi nó phát hiện hết trơn á. Mấy này mắc đại bạn không à. Điều đó điển hình nhất là trong cái tựa game Assassin's Creed Unity á. Mỗi lần mình chuẩn bị stealth cái tụi nó phát hiện ra hết à.
Gọi là cũng may là mình chơi hết cái tựa game đó rồi. Thì mình đang cố gắng hoàn thành Far Cry 4 trong thời gian sớm nhất có thể. Thì cái lúc mà mình đang quay video clip này nè, với cái thời điểm mà mình upload cái video clip này lên á, có lẽ nó sẽ cách nhau một khoảng khá là xa. Thì mình cũng nói luôn là mình đang chơi từ hôm nay là thứ 6. Thì thứ 6 mà cái hôm này thì mình vừa mới thi xong. Nhưng mà mình cũng không biết là mình sẽ upload cái video clip này lên vào lúc nào, tại mình khá là bận. Với lại một số vấn đề lấy xem mà mình có rảnh hay không nữa. Thường thì mình khá là thích làm mấy tập một tiếng. Làm một tiếng thì nó dài, nó lâu mà nó tóm gọn được nhiều nhiệm vụ hơn. Một cái là một tập thì nó nhiều nhiệm vụ hơn nhiều. Hơn là chia nhỏ ra. Thì thường đa phần thì mình thấy cái bây giờ là cái channel thường hay kiểu như là chia nhỏ ra mấy cái mission ra, một part gì đó. Thì mình phải nói là vấn đề là tại sao part của mình rất khá là ít, nhưng mà mình hoàn thành game rất là nhanh. Thì thật sự mình cũng không có nhanh hơn gì so với mấy channel khác đâu. Thì mấy channel khác á, cứ một tập cỡ khoảng 15 phút và có vài một, nói chung là cỡ một mission, một nhiệm vụ thôi. Thì đối với thì trong tựa game này thì mình nhớ hình như có 32 mission. Ôi nói kìa, Yuma. Ôi mà nãy mình mới đụng cái đó chết ra luôn rồi. Thì trò này có khoảng 32 mission. Thì mấy thằng nào mà chơi khoảng dài lâu á thì cỡ làm cỡ 32 cái boss là xong. Thì cho nên các bạn có thể là các bạn thấy người ta làm khá là lâu, các bạn tưởng là lâu. Nhưng mà thật sự thì đối với cái channel của mình thì mình làm khá là nhanh, tại vì Thì khúc này không biết mình chọi cái gì ta. Mồi lên không biết có con nào ra không ta, để thử coi. Tụi này trên đây nè, hai ba đứa luôn. Ui trời lộn trời ơi, thôi chạy, có con gì ra thấy bà nội nữa. Ok, đây mình sửa mấy thằng này cái nè. Ôi thanh niên núp lùm. Ôi phải thanh niên thêm thằng nữa chứ. Ôi gọi là bắn một phát đúng rác luôn nha, gần hết máu nè. Thì mỗi channel của mình làm khá là nhanh nhiệm vụ. Một tập thì cần làm cỡ. Từ từ để mình thử thằng này cái nè. Này thì đứng đó mình nhìn. Làm cũng khá là nhiều, 4 đến 5 cái mình nhiệm vụ. Thì đâm ra mình làm cỡ 8 đến 10 part rồi xong hết cái game. Giống như Assassin's Creed Unity ấy. Thì thật sự là mình đâu có thiếu cái mission nào đâu. Nhưng mà mình vẫn hoàn thành sớm và làm cỡ khoảng đúng 10 part là xong hết game luôn. Thì Far Cry 4 thì mình nghĩ là chắc cũng tương tự thôi. Thì mình tính... Ôi, cái gì vậy? Ôi, nó xử lên luôn. Ôi, cái con này nè. Ôi, cái gì vậy? Thì mình nghĩ là cái trò này mình sẽ cũng giống như Assassin's Creed Unity thôi, nhưng mà có lẽ là sớm hơn. Tại vì mình có nhiều boss một tiếng hơn là Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity thì mình có khoảng có vài tập có mười mấy phút à, hoặc nửa tiếng thôi. Thì từ trong Far Cry 4 thì từ cái tập 3 là mình đã làm một tập một tiếng rồi. Còn hôm nay thì mình nghĩ là mình cũng sẽ làm một tập một tiếng luôn. Nói chung là mình sẽ cố gắng nhất có thể vậy thôi. Chứ mình cũng không dám hứa hẹn điều gì nhiều. Mình mong là các bạn sẽ thích cái walkthrough của mình. Thì mình thấy là khá là thích, các bạn nào thích xem mấy cái tập nào dài dài, cho nên mình cũng đồng tư tưởng với mấy bạn là mình thoái làm mấy tập nào dài dài lắm, coi nó đã hơn nhiều. Chỉ có điều khổ cái lúc mình upload thôi chứ không gì hết á. Nói chung là bây giờ làm tiếp nhiệm vụ cái đã nè. Kia đây, một thằng heavy ơi. Hồi 3-4 thằng luôn. Hồi cái trời. Cái tượng nhìn ghê thiệt. Nhất là nằm trong cái hang động nó nhìn cứ liên tưởng sao á. Ok thì cái chỗ mà mình cần tới nó nằm tốt đằng kia kìa. Có cái đường lên này nè. Mình có cái thang nè, mình nghĩ là mình giết cái thằng này thôi, mình bỏ qua mấy thằng kia đi chứ. Nhìn nó châu bò quá. Nhất là mình cũng không muốn tụi nó thấy. Nhất là cái thằng Heavy đang đứng đằng kia, mình nghĩ là mình lên mình có thể nó sẽ thấy. Ồ nhưng mà thôi làm liều đi. Và là đi tiếp nào. Ôi nó vẫn không thấy, chắc là mình nên đi ngồi từ từ giống vậy cho nó bớt để ý hơn. Ok. Qua được nè. Quá hay, quá đã luôn. Ôi có thằng ở đây, mình nghĩ là mình giết nó luôn cho rồi. Trời ơi, máu trâu vậy. Ôi bỏ thằng đó đi.
còn ngay đây nữa. Trời, này thì nhìn, trời hết cơ hồn. Ôi cái gì vậy, cái gì? Ôi tranh vô dừa, gặp vô dừa và là chỗ nó cầm, trời sao đông vậy, là ra tránh đường ra. Trời ơi, trời mà nó còn tán cho mình con cái nữa. Tỉnh mày thôi chạy ra đã. Trời đông mà máu trâu bò nữa chứ. Trời mấy này gặp mấy này OB chết bà ra. Từ từ nào, tỉnh như đúng rồi. Mình nghe là mình đang bắn headshot mấy tụi này thì chứ. Ui nó tới. Cái thằng quần đó là thằng quần heavy á, bắn khá là trâu. Ôi trời, hai thằng luôn. Ôi mới hạnh phúc luôn. Chết đi, ăn bom đi. Ôi má không xuyên nhê luôn mới tục chứ. Trời nhìn cái giáp đó là muốn cho nó ăn đập rồi. Ôi còn chạy nữa trời. Heavy mà biết chạy. Không phải, ý là mình không phải là không biết chạy, mà vấn đề là tụi nó nặng nhưng sao tụi nó chạy nhanh được hay gì. Ôi như nó chết rồi sao ta. Cũng hơi là mình đem cái súng ngắm này đó. Súng ngắm khá là ít đạn như cái thằng quận này. 360 no scope. Thôi khỏi đi. Mình tính làm no scope á. Thôi nên mình xuống đây cái đàn hồi máu đó. Nhưng mà tụi này nó trâu bò á. Mình mà quay cái là mình nó quất mình quay như trống trống luôn á. Ôi nó tới đây. Để mình xử cái thằng này đó. Thanh niên của năm, chạy mà không nhìn đường mà đi lùi mới tới ghê chứ. Nó đi hướng khác rồi, chắc nó không biết mình ở đâu ha. Thôi bỏ đi. Ý tưởng mà quất tiếp là không hay đâu, tại vì mình cũng muốn hết đạn rồi đó. Mà giờ quất tiếp là không xong luôn á. Gặp thằng Heavy nữa, mình nghĩ là mình nên tới cái chỗ nhiệm vụ đi. Dù sao mình cũng qua được cái khúc đó rồi. Cái gì vậy? Cái gì? Đầu lâu không vậy? Cái khu này tụi này nó bệnh hoạn biến thái thiệt nha. Phải công nhận. Ok, nãy vừa mới chết xong. Giờ làm lại. Nãy thì mình bị cái tụi kia kìa. Nó chơi cái loại quần què gì đó. Mình cũng không rõ nữa, nhưng mà nó cứ bùm cái mình lăn đùng nó chết luôn. Kiểu như artillery á. Bom mà bom gì vậy? Nó bắn lên trời xong cái rớt xuống á. Mình chả biết cái nó gọi là cái gì nữa. Nhưng mà bắn một cái đùng cái bốn thanh máu hưởng hết luôn. Đi hết luôn. Ok, giờ mình phải dùng sniper đi. Thanh niên tỉnh của năm. Ôi, thanh niên châu bò của năm. Ôi, bắn gì mà không chết mới là bừa á. Không phải thanh niên. Nhảy về gặp mấy thanh niên, trời vừa châu vừa. Ôi, năm chết cục các bạn. Này thì đùa. Đùa với shotgun nữa quá. Phải như sniper sao ta. Đó. Má, nãy nó bắn một phát. Mình đứng ngay đó nữa chứ. Nó làm cho một phát rồi, rồi má, lên dĩa luôn. Này thì nhìn. Để mình hạ mấy thằng sniper cái nè. Mấy thằng đó châu bò với lại chia điểm lắm. Đâu, mày đâu? Đây, có thằng ở đây. Ê. Đi xuống đi chứ. Bắn cái thùng đó, đúng rồi, hay quá. Ok, mình nghĩ là mình nên xông lên đi. Hai thằng. Cái anh đi này cũng tỉnh. Headshot quá hay, đó quá đẹp. Kiểu như đá banh nữa, mỗi lần chú gì cứ quá hay quá đẹp. Ôi. Mình khóa lấy cái súng này đó nha. Cái súng này kiểu như shotgun á, bắn phát chết liền luôn á. Ôi, vừa nói xong dằn cái xác luôn. Vãi shotgun. Chào, bitch. Đi chào. Mình còn cái thanh chào lên tiếp. Quá hay. Mỗi lần after chích cái tỉnh liền. Đi tiếp. Để mình mò cái body mấy thằng này ra. Hết đạn mà kiểu như đang cần tiền nữa. Tích góp được nhiều hay biết nhiều thôi chứ không gì hết á. Thì kiểu game này mà nó cũng khá là dễ, với lại mình có thể bán mấy cái đồ mà mình lụm với mấy người thằng này. Có khi cũng đã được hơn 100,000. Ôi, có đạn ở đây nè. Lấy đạn ra nè. Sniper nên mình lấy cái đạn trước rồi mình bắn nó sau. Ui, cái này móp được hả? Thôi bỏ đi. Dù sao đạn cũng nhiều mà. Nói chung giá đạn thì nó cũng không có mắc lắm. Ôi, sniper. Nó đứng đâu rồi ta? Ôi, nó đây nè. Này thì đứng nhìn chỗ khác. Còn ai nữa, ta ra luôn đi. Ok. Nó kìa. Ồ,
quá hay. Đi tiếp nào, đi tiếp nào. Cái khu này khá là phức tạp ha. Cái cung này mình như có rồi, cho mình nghĩ là ôi, súng ngắm này cũng có rồi. Với cây mình đang xài thì tốt hơn nhiều, RPG nữa nè. Thôi bỏ đi. Mình không biết là cái đây là cái nhiệm vụ chính hay nhiệm vụ phụ nữa. Đây là cái nhiệm vụ của thằng Willis. Thì mình cũng ráng làm để xem sao. Ok, nó kêu mình là tới đằng chỗ đằng kia, mình nghĩ là mình phải chạy lên khúc này. Thì cái nhiệm vụ chính là nhiệm vụ của thằng của lộn của thằng Sabon với Amita. Thì mình chưa thấy cái nhiệm vụ mới đâu. Để lên xem rồi mình có lát có làm thì mình sẽ làm thêm. Ôi, có đạn kìa. Để mình xuống rồi nè. Thì trong cái nhiệm vụ sắp tới á, nếu mà chọn giữa Sabon với Amita, mình nghĩ là mình sẽ theo thằng Sabon từ đây tới hết nhiệm vụ. Nếu mà nó còn nhiều nhiệm vụ phải lựa chọn như vậy. Thì giữa hai đứa thì thằng Sabon nó chính nghĩa hơn nhiều. Còn con Amita kiểu như nó toàn chơi thuốc phiện này nọ, với lại nó kêu mình là phải kiểu như hy sinh đồng đội. Ôi, có sniper hay sao ta? Phải giết thằng thủ lĩnh của thằng con Yuma. Ok, thì cái mình nói là cái vấn đề này là cái con Amita nó chơi không bền đâu. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ không đi chung với nó đâu. Nhỏ nó giống như thằng Pagan Min, giống như là thằng Sabon nó nói. Cho nên thôi, dẹp đi. Mình nghĩ là mình sẽ chơi với thằng Sabon đi cho nó lành. Thằng đó ít ra gì nó cũng muốn cứu dân nó chứ không có làm gì hơn. Quá hay, quá đẹp. Rồi, đi tiếp nè. Yuma. Yuma nào, ra đi, ra đi. Đâu, 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 Yuma đâu, Yuma đâu, Yuma. Rồi, hình như mình nghe là mình giết nó hết rồi. Yeah, I got him. Good. I'll head over and pick you up once I finish my breakfast. You wouldn't believe how hard it is to find bacon in these parts. Willis out. Thanks for flying the unfriendly skies, Buttercup. Once I find another loose thread on Yuma, I'll be in touch. AJ, good timing. I'm just finishing up here. This is it. My last job for you. You're on the 10-yard line now. Get in. Hold on to that. I just drank a bucket of coffee. I'm gonna need it soon. Jesus. I'm gonna lay down some truth for you, and it's not gonna be pretty. Your dad tried to kill your mom because she was about to walk away from everything. The Golden Path, Karat, the cause. But what? Fact. Your mom was Hakuna Matata, or whatever the heck they call the young girls. Fact. Your mom was spying on Pagan, even though she liked the guy. Fact. Your father was a patriot, and I've never met a patriot who isn't a son of a bitch. As for the rest of it, another of Yuma's lieutenants needs doing. Take care of it! Ok, hồi nãy là mình vừa mới lượn cho một phát, mình đâm thẳng xuống cái vật luôn. Nhưng mà bị cái là nó spawn một phát lên tới đây luôn. Không sao, giờ nói chung là mình cũng không có cắt bỏ này nè các bạn. Cho nên ok, làm tiếp nào. Ui, thanh niên địch. Được. Nhìn nè, trời ơi, mém nó bị thấy. Ui, nó thấy thiệt rồi. Vừa nói xong rồi thấy luôn. Bắn cái gì? Một phát nghi. Nghi gì vậy ta? Như một phát đang ngay ấy luôn. Gọi là
Nói chung là dùng lượm lấy mấy cái dao ấy đã. Rồi nói gì nói. Ok. Cái bữa đây thì thanh niên giờ nó bạo động quá. Kiểu gì cũng thấy. Mắt tinh như đại bàng. Ôi, thanh niên từ trên núi xuống. Hết sợt. Cái khu này lạnh ngắt rồi nha. Trời lạnh và lờ đó. Ở Sài Gòn cũng đang rất là lạnh. Nhìn cái gì? Nhìn... Ôi, đâm dao vô rồi. Mấy anh này lâu lâu nó cũng tán cho mình một phát rồi nhăn nhăn đùng nó té chết tại chỗ luôn mới tục. Mấy này nhiều lúc cũng cho bò lắm. Ôi, hết 4 cây máu. Hết 4 cây máu. Trời ơi, cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Đừng nói có con chó đằng sau lưng mình nha. Biết ngay mà trời ơi. Lậy nó thiếm đừng có thả chó ra nữa. Trời ơi, nó thiệt là bắn chung với người không không sợ bọn chó. Chơi chung với chó nha. Rồi là chó nguy hiểm và là ra mà nó cứ thả ra chỗ đó bố này bắn lại đi. Được bắn như đúng rồi. Mấy này kiểu như mặt giáp hay sao ta. Chứ nhiều lúc cho bỏ quá nha. Bắn cái canh thấy sợ bắn gì đúng không chết được. Chứ mà bắn, ôi nó như em thấy à, bắn ngay người nhiều lắm nó không thèm chết nhưng mới tục chứ nó quay sang bắn ngược là mình bắn một vài phát đứng lên bắn tiếp. Như đúng rồi. Còn thằng này cũng phải nó cho bò lắm. Cứ mỗi lần bị bắn gì cứ lấy cây gì thọt vô tay. Cái này màu ra cũng như đạn. Rồi xong cái tay nó tự lành rồi. Rồi xong tự băng lại muốn bá đạo luôn. Mà phải nói là nó dính cái chục viên đạn cũng chả sao. Lâu lâu bắn cái bị cái gì á, bẻ tay lại xong cái đi tiếp. Và là này là thanh niên cứng của năm, cái gì cũng cứng chứ phải là một chỗ cũng cứng, cho nên bắn kiểu gì cũng không chết, chỉ cần bẻ tay hoặc là ôi đạn nè, bẻ tay hoặc chích thuốc cái là áp phê lên là máu tăng lại liền, đâu có sợ hết máu đâu. Cái thùng này mở được không ta? Ok, đi tiếp nào. Ok, còn hai ba thằng gì trên đó đó, mình nghĩ nó có nên xông lên không ta? Lại chơi cung đi. Style nào, style. Ui, cái gì vậy? Nó là vụ thủ lĩnh đó. Trời, nó thủ lĩnh đó. Giết thủ lĩnh Yuma bằng con dao. Ôi, trời. Thôi mất nãy mình chưa bắn nó. Chưa bắn nó là chạy lại từ đầu luôn á. What the hell. Ok, là mình sẽ mấy hàng bên ngoài đây ta. Này thì nhìn. Ôi, anh điên. Còn thằng ở đây nữa. Để mình xử thằng này nó qua. Bắn nhiều không trúng. Nhiều lắm, mấy thằng này nó ảo lắm nha, bắn như vậy mà không trúng vợ. Ok, đi tiếp nào. Lên, để mình hồi máu cho xong cái đã. Ra đây, nhanh nào. Đúng rồi, quá hay. Canh tụi nó ra bắn lúc nào cũng chuẩn. Quậy dạ, đứng ở sau lưng. Này thì đụt ra nè, trời ơi. Con thủ lĩnh gì có 3000 mấy. Tưởng nó thủ lĩnh ít ra nên có đem nhiều tiền một chút chứ ta. Take a picture of the lieutenant. Ok, chúng ta phải chụp ảnh bằng cái chụp ảnh như ôi làm đó cái súng à. Chụp ảnh cái xác của thằng này rồi gửi thằng Willis. Chứng minh là mình đã giết nó rồi. Ok. Quá hay. Chụp cho vài phát selfie luôn. Ok, về với Willis. Thôi, đi về nào. Ôi, cái gì vậy? Ôi, đừng nói chúng ta phải lượn nha. The target? Yeah, I took care of him. Are we going after you now? Consider this information your last paycheck.
You've been killing CIA assets this entire time. We're cleaning house. Pagan no longer represents a clear and present danger to the U.S. We needed to erase our footprint, you rat. You did a damn fine job of it! So everything you told me is a lie. What I said about your mom and your old man, all that was true. What I told you about Yuma... You can ask her yourself! What the fuck are you doing, man? Sorry, kid, but like I told you, every patriot I know is a son of a bitch!